các bạn. Kế bên mình đây là bốn cái cánh quạt tạo dòng. Nhìn vào bốn cái cánh quạt này thì chúng ta sẽ thấy là nó na ná giống nhau. Và chắc là các bạn cũng đang thắc mắc là bốn cái cánh quạt này nó có cấu tạo như thế nào và nó có độ bền, dẻo, độ tốt ra sao. Nên chọn cái loại nào để cho nó xài, nó êm, nó lâu hư. Thì biết được cái thắc mắc này của mọi người thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài test nho nhỏ để test về cái độ bền và độ dẻo dai của bốn cái cánh quạt này. Trước tiên thì mình sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo và cái chất liệu của bốn cái cánh quạt này ha. Trong bốn cái cánh quạt này thì ba cái cánh này nè là chất liệu của nó giống nhau, là bằng nhựa PP. Còn riêng cái màu xanh này là chất liệu của nó là bằng nhựa lattice. Thì như các bạn biết là cái nhựa lattice này thì nó không có bằng là nhựa PP này, nên là cái giá thành của nó thì cũng là rẻ hơn rất là nhiều. Về cấu tạo thì nó có hai dạng. Đây là cái cánh quạt này là nó là cánh quạt đúc nguyên khối liền lạc nhau ha. Đây cái màu đen này thì nó cũng vậy, cái màu đen này thì nó cũng đúc nguyên khối nhưng mà chỉ có khác màu thôi. Còn một cái dạng nữa là cánh quạt lá thì cái này là mình sẽ tháo rời được ha, tháo rời được. Đây cái này cũng vậy, cái màu vàng này nó cũng là quạt lá mà mình có thể tháo rời được. Đây nè, đây là những cái mối để mình lắp ráp vào, thì mình rất là dễ dàng để tháo rời và lắp ráp nó ha. Thì chắc các bạn cũng đang thắc mắc đó là cái cánh quạt đúc nguyên khối này với cái cánh quạt tháo rời này thì cái nào sẽ tốt hơn, đúng không? Mình cũng trả lời luôn với các bạn là không có cái nào nó tốt hơn cái nào hết, nhưng mà chỉ có cái quạt lá này thì nó tiện hơn so với cái đúc này thôi, là do là mình có thể tháo rời thì khi mà những cái lá này nè nó bị gãy thì mình có thể mua một cái lá mới về mình thay. Còn cái này á, còn cái đúc này á, nếu như mà nó bị gãy một trong những cái cánh này á thì mình là phải bỏ luôn chứ mình không có thay được. Cái này á là phi 34 hen các bạn. Phi này là phi 34 và ở bên trong nó là cái lõi này là inox bọc nhựa. Thêm cái nữa là cái con bu lon này nè thì chất liệu của nó là bằng inox 304 ha. Thì nó không có bị ăn mòn á và mình sử dụng cho nước mặn á thì tốt ha, không có sợ bị ăn mòn hoặc là gỉ sét. Những cái cánh quạt này thì xài rất là lâu hư hen các bạn. Tuổi thọ trung bình nó là khoảng 5 năm ha. Còn những ai mà xài kỹ thì lâu hơn, khi nào hư thì không biết luôn. Bây giờ để test cái độ va đập và cái độ dẻo dai của cái cánh quạt này thì mình sẽ nhờ một anh đứng lên để nhúng lên cái cánh quạt này nè, để test cái sự chịu đựng của nó tới đâu ha. Rồi anh vô em nhờ xíu. Đây anh này là nhân viên của Famit, thì mình sẽ nhờ anh này test cái quạt giùm mình ha. Trước tiên á là mình cân anh này bao nhiêu ký đã? 69,5 kg nha mấy bạn. 70, gần 70 ký. Nhúng nữa đi anh. Nó hơi nhảy luôn, nó không có xi nhê gì hết. Cái này đi, cái này nha. Đây là cái cánh gáp nè, nhựa lattice thì cũng không sao luôn ha mọi người. Còn đây là cái cánh quạt đúc nè, nó giống với cánh quạt vàng hồi nãy nhưng mà chỉ khác màu thôi. Tiếp theo là cái cánh quạt lá lắp gáp này ha mọi người. Rồi như mấy bạn thấy là cái anh này là 70 ký nhưng mà khi nhúng thì nó vẫn không có bị gì hết ha. Cánh quạt rất là dẻo dai, đổ mồ hôi luôn, anh đổ mồ hôi luôn, nhúng đổ mồ hôi luôn. Các bạn thấy gì không? Là anh này 70 ký nhưng mà vẫn không có xi nhê gì hết ha. Nên là các bạn cứ yên tâm khi mua cánh quạt của Famit ha. Rồi tới đây thì mình xin chào ha, bye bye.